chưa? Yo, hello. Hello, xin chào các bạn. Hello bự bự lên. Chào các bạn nha. Chào các bạn. Ai đụng bàn là thua. Mập. Mập. Thua vậy. Ăn hết trứng ớt này. Ăn hết trứng ớt. Tự nhiên chưa giao gì hết kêu ăn hết trứng ớt là sao? Hôm nay tụi mày khi dễ tao không ăn hôm được nay hả? Anh Mập rủ anh em mình các bạn, rủ hai anh em mình làm thử thách. Ổng treo một cái giải 500k. Ổng tự bỏ tiền ra mà không biết ổng có âm mưu gì không. Ổng tự bỏ tiền ra luôn. Không chắc tối hôm qua mới xin được bà Mập. Bây giờ ổng xin đâu được. Bậy. Bữa nói anh xin có được tiền đâu. Hồi tối giả bộ thấy bả đi đâu á, nó bỏ tiền tôi vô rút được 500k. Ừ, bắt đầu anh ra chuồng bò. Em giả tưởng là ăn mì với ớt. Có gì không? Sao không có thịt bò? Có giá, không có thịt bò hết trơn. Đã có 500k kêu thịt bò đâu mà cha anh đợi. Đủ thì thay vì không lấy 500k thì bỏ ra 200 mua thịt bò đi. Cái này cái gì biết không? Đỏ đỏ giống thịt bò không? Ôi đỏ đỏ giống cái này. Ông kêu mình ăn hết tô mì nè, ai ăn nhanh nhất được 500.000. Ớt nhiều quá ăn nổi không trời. Anh xui đi. Tiền ông bỏ ra mà mình có bỏ đâu mình sợ. Ừ đúng rồi, tiền ông bỏ ra mình. Ai mà tao có điều kiện nha. Tẹt ra luôn. Tao có điều kiện nha. Điều kiện gì? Đứa đó nào mà thua cuộc bỏ ra 100k. Giờ thua luôn bỏ 50% được không? Được. Bây giờ thua luôn lấy 50% từ cái 500k đó được không? À, không được rồi, vậy không được rồi. Bây giờ em thua luôn, em bỏ ra 50.000 xong rồi anh ăn hết tô mì của em luôn. Bậy, nó hấp dẫn. Bậy, đã cái này là thách đố rồi. Thách đố hả? Ừ, tại hôm bữa tụi mày kêu tao ăn cay không được. Tao tức, bên nay tao chơi tụi mày một bữa. Ừ, chơi. Ừ. Tức. Chơi. Bây giờ chơi đúng không? Chơi thì chế nước. Chơi gì nữa? Quất đi. Ê, nước chưa sôi mấy ông nội ơi. Sôi gì? Trời ơi. Ăn đồ cay rồi chơi với. Thôi rồi. Trứng gòm ăn cay được không? Thấy chén cũng hơi nhiều trứng gòm. Ú dạ nóng. Cũng thấy ớt này, thấy cũng ngán ngán này các bạn ơi, không biết sao đây. Tìm đúng không? Tìm đi. Rồi. Cũng hơi cay à nha. Rồi. Má cái này nếu nếu mà ăn ngon cái này nghe. Thấy thì thấy ngon rồi đó, nhưng mà với điều kiện là phải có nước uống làm sao chứ. Này là ngon này. Để tao đi lấy nước. Ừ. Này là ngon à nghe. Anh phải đi lấy nước làm sao chứ. Rồi tao đi lấy nước nha, tụi mày chờ tao nha. Rồi ok. Lẹ lẹ ra để mì nở hết nha. Rồi. Ừ ok ba con dê, đi. Đi gần. Đi lấy nước nè. Giờ hai anh em mình chia đi. Chia đi. Đậu tụi mày ra. Không, chia tiền á, biết sao. Chia tiền ra. Cái đồ mà ớt ớt quá, bây giờ mình cho ông thêm ớt ớt như vậy là ngon đi. Ông này ớt dở lắm, ông nói gì vậy, ông dở lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ đợi cho mặt đi lấy nước ra nha. Đây mình lấy gì, lát không xuống đúng rồi luôn. Này. Ừ này thì ớt nè. Tích thôi nhiều quá. Ừ. Sao mấy mình đợi đây đây. Đắp vô giống như đắp một cục tình. Ừ. Ừ. Này đúng không? Đúng, chính xác. Vô. Mà cũng đi rồi em không đi kiếm ổng hả chứ? Đúng rồi. Kiếm ông làm gì? Mập, không mập ai bắt đâu. Vô kêu ổng ra ăn đi để nở hết rồi. Vậy? Vô kêu ổng ra ăn đi để nở hết rồi. Tưởng ổng to chứ giờ mình ăn trước sao mà thi được mà ổng không chịu trả 500k đâu. Anh đi vô anh kiếm ổng đi. Thôi anh kiếm đi chứ. Giờ quấn được tiền nào thôi đi kiếm rồi. Kéo búa bao anh ra cái bao hả búa? Búa! Vô! Búa! 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 Rồi em đi đi. Đi đi trứng gầm. Em nhỏ là phải đi chứ. Bỏ gì vậy? Bỏ giống gì có đây. Cái này bỏ đây nè, đó. Đi lẹ nha, anh chờ nha. Cái gì vậy? Đi anh chờ. Cái tô ở đây nè. Rồi ok, cái tô đó. Đi
đi em chờ mà. Trời ơi, thằng này nó sợ gì không biết nữa. Có 500k chứ nhiêu đâu mà sợ. Nó đi rồi các bạn. Đang hẹn mình sẽ cho nó. Mình bữa nay mình sẽ chu nó, nói với ông Ngọc một lượt luôn nha các bạn. Thằng chiến gồm. Thằng chiến gồm nè các bạn. Bỏ đó thôi, bỏ nhiều quá nó biết còn như đây nè. Chắc chắn là không ai thắng được mình rồi đấy rồi ok giờ mình chỉ còn mà dẹp lại ra và mình sẽ lấy tiền chắc chắn nha các bạn ba lên mặt chứ chiến gồm ơi ơi ra cho tôi ok đâu vậy chuyện mở vô kiếm anh nữa hai là nó sợ thua nó đi về ra thôi nó nãy giờ nó đang đã đi lấy nước ra nè trời ơi mỹ nở trơn liền đâu nữa đâu rồi ta nước rồi ra gọi hả cho uống miếng trước khi ăn nha cho mày uống luôn chắc nó sợ thua nó đi về sao mà đâu kiếm nó coi chiến ơi mày đi đâu ta chiến gồm ơi tao bảo đảm mày nó sợ thua nó đi về trời ơi má mày ớt dữ quá gì à đồ à, đi sát bên không sao không mày đi. Mày nở hết rồi mày chơi mày đi đâu hả đi mà anh đi đâu à ủa sao tô này ớt tới rồi ta đi sát bên nè tô em ớt quá trời luôn nè anh thấy không nè trời ơi mày có ăn vàng không mày chiến gồm em đi đây em kiếm anh nãy giờ rồi nãy giờ em kêu nó đi kiếm anh đó mà sao anh đi đâu mà em vô ta đi lấy nước kìa ta ra đi kìa sao không kêu em mày đi đường nào đi đây nè tao đi đường bên đây ôi trời bây giờ cho không đây nè đấy lên trên áo tao cách gọi áo dắt dai quần tôi có hai miếng da nè đâu hai miếng giá quần đâu hai nữa quần hai miếng giá rồi giỡn cái giờ nãy giờ thì hai bây giờ thì luôn à giảm không giảm trước tao ăn trước là tụi mày không được 500k đâu á trời ơi mất đi 100k nữa đó quỷ này hai phát xong thiệt không ừ. Cái đầu quỷ này em 3 phát xong vô giờ một thôi mình ăn cho vui đi không ăn cho vui đi không cầm đũa lên không anh mà thắng em vậy à. Cũng không có vinh quang gì hết à mày thấy không mày thấy ớt của tao không nè thôi không có chia đôi thôi mạnh à. Em ai ăn người đó tự ấy chứ chia đôi gì vô một hai ba ăn có ăn lẹo quá cha to á còn ngấm à cay ta ăn ớt vô nè sao hả khóc à ăn mày nhớ mẹ hay gì khóc tao không để tụi mày lấy 500k đâu về vợ tao nó quýnh tao chết cao quá ớt văng mắt đằng này chắc thua luôn gần thua ớt văng vô mắt không có chơi rồi không ớt văng vô mắt đó các bạn nó đi ra ngoài nó khóc 5 giây rồi Ủa tao nhớ hồi nãy tao sao giờ nhiều ớt dữ ta nãy anh bỏ ai bỏ trời ơi nó cay nhảy cao bên trong có thằng nào không em đi với anh mà thằng kia giờ mấy mày có bỏ ớt thêm không sao nhiều vậy ớt gì cha nó ớt bằng nhau nãy giờ từ nãy giờ cay chết nữa nè ăn vậy chắc ăn cay cay mỏ sưng như quặng má ăn mới mấy đũa cao quá đừng ơi có ớt à trăm ngàn trăm ca đưa ơi bây giờ cho Hiếu được không chừng nào có tiền trả uống nước bây giờ cho Hiếu chừng nào có tiền trả trăm ngàn cay quá chịu không nổi trăm ngàn không tiền
không tiền đổ. Em ăn hết của em cho, chừng nào em ăn hết của em mới có quyền chứ. Mà anh chịu thua mà. Ra nước má. Ăn về, ăn về. Là các bạn, ăn hết rồi các bạn. Lá cái mỏ sừng về má hỏi sao. Hỏi sao mỏ sừng dữ. Nó còn bị ông chít. À, ông mập với chiến gòm ăn cay hay quá các bạn ơi. Trời. Dạ. Đâu có trời vậy con. Vậy nãy giờ mày không ăn đúng không? Mày không ăn ớt đúng không? Anh giao ăn hết mày chứ có giao ăn hết ớt đâu. Nè, ăn hết tô luôn nè, thấy không? Ừ. À, trời quá, hết nổi rồi. Thôi, tao đầu hàng đi. Tao bao nữa? 500k. Mày ăn hết đi, hai mày ăn hết đi. Mum. Chấm. Mum. Ổng thua kìa kìa, ông chịu lấy. Cái lẹ đi, chạy đưa nước đây. 500k đâu, đưa đây. Cái này là do chịu thua nha. Em ăn nổi mà nãy giờ em ngồi em gồng đây nè. Đưa tiền không? Không, cầm áo à. 50. Cầm đi. Cầm nấu 20 trước. Mày chưa ăn, mày chưa ăn kìa. Cầm nấu 20 trước đi. Thôi thôi thôi, cái tô mày còn kìa. Lỡ mày chạy sao? Cầm nó đưa anh, đưa anh. Lỡ bỏ chạy sao? Đưa anh. Đây, cái nón này nhiêu? Cầm nón này 20 đúng không? Đó, chắc mình bị trô sao các bạn ơi. Coi ớt à. Còn cái tô này đâu có ớt gì hết mà. Tô người ta ớt nhóc đây nè. Dạ. Đây, ớt đây. À. Hình như nhiều ớt dồn đây chơi. Mấy cha này chơi ác thiệt. Đâu có dồn vô, nãy anh bỏ bên này có muỗng, bên đây có hai muỗng mà. Trời không phải là thua 100k, cầm trước cái đó luôn. 20k. Người ta chưa chịu thua mà. Vậy ăn đi. Quỷ nhầm nhò gì. Ăn đi. Nãy bỏ thêm có hai muỗng nè. À đù. Này có muỗng chứ nhiêu. Rồi. Rồi nè, ở đâu có gì đâu. Là đó. Không phải. Mình phải nói nhỏ nhẹ với người làm sai. Anh làm sai đúng không? Anh cái gì? Gì đó? Gì đó? Mất nón rồi. Tao mất cái nón à. Nó về trả đây. Anh đù. Của lại về mình. Quá cay. Thôi video mình chắc kết thúc đây. Ăn hết rồi các bạn cay ơi. Quá các bạn ơi. Đây, mấy bạn coi rồi. Hẹn gặp các bạn. Ở cỡ này ăn hết rồi. Tiếp theo nha. Chào tạm biệt. Tạm biệt các bạn nha. Hết nước.